Anh em thợ rừng chào các bác nhá. Chào các bác. Chào các bác. Cũng lâu lắm rồi. Cái hôm trước có một bác, bác nhờ đi mấy anh em đi chặt cho bác ít cái dây cam thảo về nấu nước uống các bác. Nhưng mà cái đợt này anh em cũng cứ mãi đi tìm ong rồi. Nhiều mà xuống mái dưới kia cơ. Nhiều lắm. Anh em mãi đi tìm ong rồi đến hôm nay mấy anh em mới đi lấy được các bác. Bác đặt đầu cũng đến hơn nửa tháng nay rồi mà chả đi lấy được. Cái dây cam thảo này thì anh em cũng đi lấy nhiều rồi. Và đội em hay lấy cùng với cái nhân trần đấy các bác. Vì bác nấu chung với nhân trần á, uống dạ, nó ngon. Khúc một thôi. Uống cho nó mát. Cứ lôi lại đi anh ạ. Cứ lôi cho xuống hết đi đã hay chặt. Không. Bác nào mà kiểu bị nóng trong á thì cứ uống dây cam thảo, một là nó cũng ăn được cơm, hai là nó mát. Nó gọi là uống cho thanh nhiệt á. Thanh nhiệt giải độc cái nước cam thảo. Khô á? Khô hết rồi. Ê hỏng, tướng là mình khỏe thế, nhưng không phải ngử mô. Hôm nay thì anh em chia đôi người ra bên phía hội anh Tư với hội Hệ. Thì bốn anh em đi bên kia đang vẫn đang đi tìm ong. Buổi chiều nếu mà anh em mà hú nhau mà nghe được thì sẽ buổi tối anh em sẽ gặp nhau, còn không thì đội kia đi tìm ong thì cũng không biết là sẽ đi kiếm ăn kiếm uống ở đâu ấy. Còn đội em thì lấy xong cái này rồi mới tính các bác. Em nhắc lên cho anh bó trước nha. Ôi nặng nha, chưa hết chưa. Nó còn mới bên dưới. Có vát được không ạ? Được. Nó mà gần đường thì ok, nhưng mà cơ bản là nó rậm á, có chui được ra không? Mấy cái loại dây này là nó phải ở trong cái rừng mà kiểu rừng rậm ấy các bác. Rừng mình nó nhiều dây rỡ như kiểu này. Đưa dây. Nó cứ chằng chịt kiểu này nó mới có. Còn rừng mà kiểu rừng mà nhiều cây to thì nó lại ít lắm. Nên là đi chui ghê lắm. Còn đứt dây lại lốt trong lòng. Đây. Em ra đường, lên đường. Nghe chứ này, nghe rộng đây. Sau đi một vòng. Đấy, nấu canh hay là ăn sống cũng được thôi mà. Quấn với muối nữa thì cái cải rau này gì? Người ta cũng thường là hái về làm muối này, muối chua này, rau này nữa. Đó là gọi là rau cải rừng. Cải rừng. Rau cải nhưng mà không rừng. Ăn thơm mà. Em thì tại ăn cứ chùi chùi đi là sơi luôn thôi đó. Cái này nè. Em hái tí sau xuống làm hay là nấu canh ngon. Cái này làm với cá con hay là nó cua cũng ăn ngon. Còn thịt mì tôm pha thôi. Anh chưa ăn bao giờ luôn. Chưa ăn thì hôm nay là được ăn thôi. Ánh nó nói, ví dụ nấu với thịt gà có được không? Ồ, cái này còn nói chuyện chi nữa. Được. Còn nói chuyện chi nữa. Thế thì chú Ánh cứ để anh Hà lo. Được. Đứa lại ngon. Tưởng như nào. Cái này mà làm với thịt gà nó thì quạt chi nữa. Được, thế được. Đúng là đôi khi là đi rừng nó cũng không biết, bởi vì mỗi một cái cây thì mỗi một cái khu rừng nó có. Thì có khu vực thì người ta ăn, có khu vực thì không có để mà ăn nên cũng không biết. Mà anh em quay mà hơi heo heo lại bữa mồm mà đi chỗ mồ đám mà nhiều hái về làm chua một bữa. Các bác đi rừng mà thấy thì nhưng mà các bác xem kỹ nhá, xem kỹ chắc chắn là hãy ăn nhá. Ví dụ đi mà gặp á thì ăn thử cho. Thơm mà, mùi thơm mà. Này, cầm thêm. Phải khấn cho củ to lên chứ anh. Đầu củ mài này là cũng thuộc gọi là vía từng người đấy nhá, có người đào. Hai dây xuống gần nhau luôn nhá. Đó. Hai dây luôn à? Hai dây luôn. Đó. Lại chơi hốc hai củ luôn. Đi xong đôi luôn á. Được củ gì thế này? Củ gì đây? Không phải hát nổi lên đây. Củ này chắc ăn được đấy nhá. Củ sen à? Không phải củ chi ạ. Củ chi cái này. Chát, thì cái đỏ là chát rồi. Không, chắc không chát mà. Hay là củ nâu? Em thử trước đã coi. Thử coi, chắc chắn là chát. Không biết chim. Hả? Không biết chim. Thì ra là anh thử coi. Đâu? Ăn coi. Nghe. Không chát, nó hơi nhạt tí thôi. Có thật ăn được. Có ăn được không? Ăn được. Chi. Nhạt. Không có gì chi. Nhạt nhạt thôi các bác, không biết của gì. Nhạt nuốt luôn chứ. Coi cứng hàm ấy nhỉ. Đây này, cái dây đây này. Nâu của nâu. Thôi đào lấy mài mà. Cái dây mài thì nó bé tí các bác. Nó không to thế này đi. Mải là nếp như nào nhưng mà đây mải nếp thì mải nếp bé mải tí đây củ nó lại dẻo thơm hai dây luôn ở gần hai nhau dây gần nhau luôn cách nhau có 10 phân đây hai dây và nên anh Nam chơi xong đôi luôn. Sầu đất.
đào rộng ra chút là sau mình dễ lấy đất cũng không? năm 45 thì đói thì cũng phải chơi chứ. Nhưng mà cái thời của chú là mà cũng đang đói hả? Ồ, đói chứ anh. Đi học được năm học là tốt lắm rồi đó, đi lên mãi trên kia nữa. Chín mấy mà cũng đang đói à? Đói chứ. Ra đấy rồi. Ồ, đúng rồi. Đúng rồi. May đó. May. Hôm nay anh em mình đào may đó. Đó, mới tầm đó mà đã thấy củ đậu nữa đó các bác. Thấy trắng trắng rồi đó. Như là cũng hết nửa nửa rồi đó. Ừ. Được 40 phân mà lấy rồi. Thuống cứ đâm sột sột đi. Cái củ cú cũng thấy to đó nhỉ. Nửa héo lại. Đấy rồi. Củ bên cạnh mới to anh ạ. Ui. Củ bên cạnh á. Ừ, ngon lắm, củ bên cạnh ngon. Ngon. Còn khô này còn có dây môn được không? Ảo nốt. Đây các bác này. Ui, mới đi có tí nhá. Từ cái bờ của nó này, cái dây của nó đang đây này. Xuống bên đây đã nở này. Sướng các bác, hai củ luôn nhá. Hai củ cùng một lúc luôn. Đó, củ bên này to á. Còn rồi, giờ chỉ cần theo thôi. Đào sâu là được. Lát kiếm tổ ong nữa là... Làm lên mà chấm thì thôi. Làm chấm mật ong, củ mài chấm mật ong. Không biết có ăn được không? Chả ăn được. Anh Nam không biết có ăn được không? ăn tạm vậy thôi. Tạm vậy thôi. Ngày trước mình đi đào tự nữa là phải đem cái bát đi đó, không đào tay tự. Nghe bảo ngày trước các cụ đi ăn củ mài mà dựng lán đi ăn cả tháng mới về mà. Khi nào mà lúa mà chín mới về mà. Đi là đúng thời đó là chỉ có lò để ăn đó, ăn để sống được. Ăn để sống thôi. Là gọi là đi vào rừng làm lán thì chỉ có việc là đi đào củ mài ăn để duy trì sự sống đấy bác. Quê em ngày xưa đói là nó như thế đó. Ngoài sơn. Xong rồi đến mùa mà có lúa rồi, có gạo rồi thì mới về. Đang nở đấy, đang nở đẹp đang nở mà. Ừ, đi ra đằng đây mất rồi anh ạ. Ô gãy rồi. Ôi. Lấy đi thôi, bởi vì đằng nào nó cũng đến đá rồi. To đấy chứ. Được. Cú này mắc đá nó ấy là sần sùi. Được đâu được. Chạm đá. Thế thôi. Cái chơi 15-20 phút. Đấy. Nó đẹp lắm mà. Kể mà không có đá mà nó đi cỡ này thì khoảng lấy chừng khoảng mét rưỡi thôi. Mét rưỡi thôi. Mét rưỡi là đủ ăn. Gặp đá sẵn sẵn nó nhiều thịt cho nên dễ gãy. Nằm sôi bụng mà nói. Thế chưa? Thế là hai cú luôn. Ra đến để nhánh rồi. Ừ, thế là hết rồi. Cũng hết. Đây cú rồi này. Chưa. Đây thôi. Úi trời. Thôi. Chẳng tin. Làm 1 giây nữa là đủ ăn. Các chuẩn bị với giò đó. Nên em lấy cái tổ ong, có một cái tổ ong bé bé các bạn. Lấy kiếm tí mật lát làm củ mài với cơm nếp ăn. Xong về. Anh bảo hết nước chấm rồi phải kiếm tổ ong. Hết nước chấm lôi mật ra nữa. Rồi kiếm mật chấm. Cũng đói, lúc sáng đi ăn có mấy cái bánh cuốn. Đạt cái củ mài ăn này, ăn này về không có đói. Em lúc sáng bà mua mấy cái bánh. Các bạn hôm qua anh thức khuya quá. Thức khuya rồi dậy sáng mai chẳng muốn ăn. Anh có mấy cái bánh cuốn đi được lát đói. Em hôm qua đi trên nhà anh Hệ rồi về cũng lên giường ngủ luôn. Hôm qua lúc anh làm xong cái video thế là lúc lên đi nằm soát lại thì nó lại bị lỗi, thế là lại về dậy làm lại. Ngủ không yên, xem lại ngủ không yên. Đến gần 2 giờ mới xong việc cho. Sáng nay dậy thì lúc anh em đến là 8 giờ rồi, mình ngủ quên luôn mà. Lúc anh em đến là 8 giờ rồi còn. Chứ nếu mà có vợ ở nhà là cũng hơi dứa đấy. Có vợ ở nhà nhá, làm xong 2 giờ xong rồi lại phải... Thì chết dở đấy nhỉ. Hôm nay các bạn đầu gối lại như cật cật. Run cầm cập. Để em đi, cùng lá. Cũng sốt ruột các bạn. Đờ, anh em đợi cái mùa ong. Từ cái lúc mà anh em quay, nói chung cứ quay túc tắc. Thế là lâu lâu cứ quay một tổ các bác đặt hàng, nhưng bây giờ là nợ đơn là dồn lại đó mà có mật để gửi cho các bác đâu. Hẹn các bác sang đến tầm tháng 3 thì nó mới nhiều mật. Giờ mới tháng riêng.
Giờ mới chuẩn bị bước sang tháng 2. Nó mà thời tiết nó mà nắng á thì cũng được. Nhưng mà nó mưa thế này là không làm được mật. Không đeo ba lô luôn à? Không, hôm nay tụi nhỏ không đeo ba lô được, cầm luôn. Ông nhỏ anh không thèm đeo ba lô luôn, sách cầm tay luôn. Mà liệu nó có được cầm không á? Sợ nó không có bầu mật ạ. Qua được lại củ mài châm muối đấy em ạ. Nói là đi xuôi luôn, không lên đâu mất á. Chả biết có mật không á. Bé quá. Đó. Đồng sạo. Trắng xóa rồi. Có đủ chấm của mày không? Tháo hết rồi con. Tháo hết rồi, trắng hết rồi. Ô, chưa kịp. Chưa kịp đứng lên. Ô, có gì đâu. Được có tí thôi. Cho con cháu được nè, 10 cân đó, 10 cân thôi. Lần nãy thì ước bảo là đủ chấm củ mài thôi. Bây giờ thì tổ to hơn. Giờ tổ to hơn nữa các bác. Thêm một tổ nữa được. Nốt tổ này mà không được nữa là củ mài chấm muối này. Đừng nói chưa chứ. Thì đó thì cứ ví dụ thế đi. Không cho ví dụ. Tiếp tục một tổ nữa các bác. Tổ này thì nó tương đối to. Anh em tính là đang để dành cái tổ này lại nhưng mà chưa qua cái chấm của mài. Bầu mật nó ở bên trong thì được cái bầu tổ này được chứ. To phết nhỉ, tổ này á. To. Các bác so sánh với người, so với người của anh. To. Nó thật cái chiếc nhỉ. Không có chi. Tổ này thì mình cũng khó thế này là nó bỏ đi. Kiếm con gà ăn các bạn.
còn lá dọc cái ta nữa chứ. Buổi chiều lấy xong cam thảo thì anh em đào ít củ mài với kiếm được con gà các bác. Bây giờ thì anh em sẽ lấy củ mài này nấu kiểu gì được nhỉ? Hầm nam với thịt gà với là một tí thì làm với xôi với cơm. Xôi. Gà thì chắc là anh em sẽ nướng một nửa con anh em sẽ hầm với củ các bác, hầm với củ làm canh. Hầm nói hầm thôi nhưng mà cũng dùng ống, chả có nồi có niêu gì. Đội phía bên đội anh Tư thì chả biết là đi đường nào đó. Có ba anh em thôi. Củ mài anh em sẽ thái mỏng, thái bé bé ra để trộn với gạo các bác, làm chung với gạo. Còn một nửa này thì anh em sẽ để lại như này để lát nữa hầm với thịt gà. Không biết có ăn được không anh Nam? Khó ăn đây. Khó ăn. Khó ăn đấy, cái này. Mưa quá các bác, mưa. Hai ống hết không này, thì em lại quát thêm ống, ba ống. Chắc phải ba ống. Ấm quá các bác ơi, sướng thật. Mưa, gió lạnh, được bếp lửa sướng. Cái cánh cắt bỏ vô hầm, ăn sướng, mồm. Dài đó. Dài lắm rồi, khứa ra khi mà nướng, ăn nhanh. Cái này hầm thì đúng bài hiện tại anh Nam ạ. Chặt gà điệu nghệ phết nhỉ. Ngày xưa lúc làm con rể anh không biết chặt gà đâu. Biết ăn thôi đúng không? Biết ăn thôi. Chị không làm được em. Mối tán gái không biết thôi. Anh Nam nhỉ? Đâu mà cứ cây trừ nhỉ em nói á. Mày này mày nếp cái dây nó bé. Loại củ mài này lúc đào là nó giòn các bác, bởi vì nó không cái vỏ của nó rất là mềm, nó không giống cái củ mài tè là nó có một cái lớp thành ở bên ngoài nó cứng cứng, đào nó không bị gãy đâu, nhưng mà cái loại này mềm, nạc lắm loại này, nó mềm. Ăn bùi lắm đó, cái mài như này. Củ mài thì nó sẽ hơi kiểu hơi khô, thì nó kiểu nó bột bột. Ướp muối đều thì rồi mới bỏ vào ống. Có thêm tí ớt không? Mà có ớt rồi, anh Nam không ăn được ớt. Có đâu, không muốn có. Rồi. Thấy là ngon rồi đấy các bạn. Khả năng em phải bỏ ít nước vô trước. Đây à? Bên đây rồi. Củ mài là nó kiểu nó cồng kềnh á. Okay. Nó không xếp chồng lên nhau được mà nó. Rồi làm hai ống. Hai ống thoải mái hai không ống là. Thoải mái đỡ ra đi nước xít. Nướng thì ướp thì tí anh Nam nha. Em đều. Nướng từ từ nó ngon. Rồi mặt xà cho một tí. Bỏ vào nào. Được là mấy con mà nướng sướng. Chú bố, mà mấy con mà nhiều chứ, một con đã còn khó rồi mấy con. Được có một con rồi, phải chia đôi ra món hầm, món nước. Yeah. Rồi, đây đây, than vô thì. Được đấy, 4-5 con mà nướng sướng. Được chú bố mà nhiều chứ.
khô đi đây đây. Còn kia tiếc nhỉ, lên phát bay mất. Bay mất luôn. Đó, đây được nửa con nướng, con hầm là đẹp rồi. Hôm nay có ba anh em mình đấy. Thịt, ba anh em ăn con gà được rồi. Thơm ngon béo ngậy đấy. Đó. Chờ chín á. Thế là cho trái trái vô một tí xem xem một tí. Bây giờ dựng sát vào, dựng sát vào cho nó nóng. Cho nóng nóng vậy. Đừng đốt nữa, dựng sát vào cho nó nóng từ từ, chín từ từ. Mình đang còn đó, nướng thịt nữa mà. Thời gian từ từ mà. Đây này, chưa được. Ok, dựng sát vào đó. Dựng sát vào. Đó, kiểu đúng rồi. Lúc nào xem trái vào đến cái nướng. Ta còn đợi thịt nữa mà, đợi cái ống hầm cái này mà. Lâu. Ba cái ống kia là ống xôi. Chưa được. Anh nằm ngủ như con gà, tính ngủ như con gà lên đó luôn không? Đố anh nằm ngồi mà ngủ như con gà ấy. Ở đất giờ vậy nhưng mà vẫn nhiều vắt. Ngồi nhiều trên vắt. Cây cho nó an toàn. Nhiều vắt thật đấy các bạn, công nghệ khu này vắt nhiều kinh khủng khiếp. Anh Nam lại thay gà. Bốp, rơi. Rồi rồi, sắp được ăn rồi. Khó của cái việc mà ăn cái món nước các bác là bây giờ không có bát tô. Thế là anh bây giờ nó đang phải làm một cái giống như hôm trước anh em lót, gọi là làm một cái bát tô giữa một cái mâm ấy, là dùng bằng lá chuối để lót. Lát anh em sẽ đổ canh vào đó. Ngon lắm, ngon. Nó hơi cháy. Anh không bỏ nước xuống trên đáy đá. Đấy. Đây này, đây cũng không đến nơi này. Cuối cùng cũng đến cái phút này, giây phút này. Ô, hết nước luôn à? Còn ít thôi. Vừa đấy. Các bạn, cái bát này nó cũng không được sâu lắm, thế là vừa. Đẹp, đẹp. Khó ra gớm, dính. Đấy, đang thịt em rạc lục lục đi mà. Ra tiếp đi, ra tiếp, ra tiếp. Đang nghe. Đấy. Đó, ra tiếp. Thêm cục quả này là... Hết chưa? Hết quả này đúng thấy anh được quả. Lấy thêm ông kia nữa là nện thôi. Gà chín nhanh lắm. Chín đô. Chén thôi, chén anh ơi, đem đây. Anh em ta nện thôi. Đói lắm. Ôi, trời rồi, đói lắm. Khiếp luôn á, đói. Nó nhiều nước hơn này. Đó, gà. Đang dính ống rồi. Gà và gà. Khó ăn ạ nhỉ. Khó ăn lắm. À, đáng lẽ là lấy được tổ ong cái mà có mật á, thì là làm củ mài là ăn xong rồi. Thế là mật ong thì không có, đi ngang qua anh nó lại bảo em thấy con gà quen này như gà nhà em. Thế là thành thử ra là lại có cái món củ mài hầm với thịt gà các bác. Rồi anh em con cháu đi rừng nữa, mời các cố. Hôm nay các cố phù hộ rồi, con cháu là may mắn kiếm được miếng ăn. Mời các cố đấy. Các cố ăn trước rồi phù hộ cho con cháu. Anh em cũng mời các bác. Hôm nay đúng là có ly đẹp đấy, nhưng mà cái này là đúng dùng để ăn chứ không phải là ly để uống đâu. Anh em mời các bác. Mời các bác nhá. Này là ăn để ngủ thôi các bác, không có nhậu nhẹt gì cả. Món hầm trước. Cái này các anh em mình đi rồi chủ yếu là lấy đồ. Đó. Ăn uống thôi. Mời các bác nhá. Những củ mài này. Ba mặt chấm. Đây. Củ muối. Thật sự quá ngon. Ngon không anh? Quá sướng luôn. Gà nhỉ? Con này tương đối thôi. Gà sắp bên nói rồi. Này, cái này chú Hà. Đó, em xin. Gà sắp mang các bác. Đúng là không có gì bằng
mệt rồi mà bây giờ đến lúc ngồi ăn nó trướng nhất rồi. Vâng, em xin nhá. Mời các bác ăn miếng thịt gà với anh em các bác nhá. Các bác nhá. Đây. Được ạ. Nào khiến đi anh Nam ạ. Ăn được nhỉ. Em mời các bác nhá. Chịu khó kiếm ăn cũng được. Không biết bốn anh em kia thì đi đường mô rồi đi gọi cũng chịu chả nghe mô nữa. Trong này chịu không? Không có sóng điện thoại các bác. Những này vào nữa thì không liên lạc với anh em được. Chịu thôi. Trong này thì đây. Lúc của mày là xịn rồi. Đó, chấm với cái nền này thôi. Được ạ, nhỏ anh rồi. Ngon nhỉ. Ngày nào có ăn như đi cũng được. Cái này mà còn thiếu tí mật ong nữa thì còn nếu hôm nay mà mật ong ong mà có mật thì có thể là không có món gà. Tí ở trong cái túi thôi Giang anh. Hả? Hình như có một tí ở trong cái túi đây. Rất đông mật rồi. Ngon thật các bạn. Ngon. Ngon nhất là món này này. Nó dễ ăn. Thì cả nướng thì nó hơi khô một tí. Nhưng mà nấu cái củ này nó hương nước thì dễ ăn. Còn gì đây? Kiến à? Úi rơi luôn. Nó đại khái là nó giống kiểu là ở nhà mà các bác hầm khoai tây á. Hầm khoai tây với thịt á, với xương á. Đó, đại khái nó cũng thế thôi, nhưng mà anh em thay bằng, vì là khoai tây thì ở đây anh em hầm một củ mài rồi bằng thịt gà thôi. Càng ngày càng mưa to. Với lại là ở đây thì chúng em làm bằng cái ống nứa các bác, thì nó cũng thơm. Cái mùi ống nứa thì các bác nấu nóng lên thì nó cũng tương đối là thơm. Nó chỉ khác thế thôi. Với là khác thêm một cái nữa là hiện tại là anh em đang ngồi ngoài trời mà nó cũng mưa cơ. Đang khá là mưa rồi đó, cái bây giờ Lộp. Anh em tiền mắc võng kia rồi các bác. Mắc võng kia phải xa kìa. Lát tầm ăn xong ngủ thôi. Đấy anh Hà thử nè. Cái món cơm đa mới không? Đúng rồi nào. Không biết chăng, anh thử xem. Nói chung là cứ có củ mài là nó thơm mà. Đấy. Làm một cục nào. Cơm đa củ mài. Thơm. Thơm lá chuối này. Thơm tính cái lá chuối này các bạn. Mùi rõ ràng cũng là củ mài nhá. Mà làm với cái lá chuối kia nó lại khác cái mùi ở trong cái nồi hầm. Khác chứ có thịt gà mà. Bên này ngọt thơm. Bên này ngọt hơn. Nó thơm cái mùi lá. Hơi nhạt. Hơi nhạt tí. Nó thơm cái mùi lá. Ngon cực kỳ các bác ơi. Nói chung là như các bác nhìn thấy thì chắc các bác cũng biết là nó ngon. Nước một tí cái món này ngon. Quá sướng. Cắt củ mài này mà qua làm đầu ăn cũng ngon lắm rồi. Không màu. Quá đã. Làm miếng chân cho nó khỏe cẳng. Khỏe chân, khỏe giò rồi còn đi rừng. Càng ngày càng mưa to. Anh nằm chủ đầu liên tục. Ăn nhanh rồi nhóm bếp ra sửa quần áo khô rồi đi ngủ. Như thế rồi. Quả này cũng đến sửa đĩa đó mặc quần đùi rồi đó. Có nhiều hôm đi bọn anh bị ướt đó. Còn không mặc gì luôn nữa. Lên võng là ngủ luôn. Quần áo ướt hết mà. Ngủ. Anh nóng quá. Ngó cũng có lấy cái chi được anh ơi, bà không có chi nữa. Muốn ăn nhanh nhưng mà lại hơi nóng. Khổ thật. Còn bây giờ di chuyển chả biết di chuyển kiểu gì. Ăn. Ngồi dưới mưa ăn. Rèn luyện đi cho nó quen đi. Ô, có sấm kìa. Sấm à? Ngồi mà rào rồi. Mà rào đó. Mà rào đi là bắt đầu nó tạnh, nó nắng ấm các bác. Là ong nó sẽ có mật. Tốt rồi, mưa rào rồi. Chuyển mùa đấy, hôm nay chuyển mùa đấy. Đúng rồi. Lùi lên tôi. Anh lùi đi đâu? Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu đi thoát. Người ta gọi là lưới trời lồng động mà anh chạy đi đâu. Anh cứ ngồi không? Anh ăn thật bình tĩnh chống thằng anh như nào anh Năm. Mới nào. Anh chạy cũng không thoát được hạt nào đâu mà. Ngủ sấm kìa. Đó, ăn các bác tư thế mà chạy luôn. Có sấm rồi chứ.
Chả sao hết. Ngoài cứ đó ngon mà. Mà rát anh lại giật mình anh đang ít ra. Bỏ mẹ. Ngon là ăn hết, mình được kệ. Tôi đi là nhịn này. Đến đây là ok rồi đó. Được quá. Được rồi. Rồi, rất ngon rồi. Chén tiếp. Ra lấy đùa ra. Có cái gì bên ngoài không? Hết rồi, ngoài hết. Đưa đem soi cái đèn cho. Ôi, ăn. Ăn hết. Ăn tiếp. Không sao các bác ạ. Tinh thần lạc quan. Chiến đấu tiếp. Nhanh. Ăn. Đây. Đó. Đây của anh Hà đây này. Đấy. Chả cần bán đâu mà gấp là ăn. Đây của anh Nam đây. Sao đâu. Vẫn vui mà. Vẫn vui mà về chim ô. Hơi mắc cái bóng trên đầu đây. Nhất làm giang đấy. Ăn tiếp. Dừa là không phải chạy đường mô nữa. Anh có ăn lương không? Cứ lương thì xịt bồm tí. Không. Anh ướt thật đi chứ. Rồi áo nha mơ. Rồi áo. Cái bóng anh nằm đầu lắm không giặt sao á. Dính mưa. Thêm vị mà chắc này đang thiếu vị. Đang thêm vị à? Quá nhà anh Thắng nhá. Đây. Quá già đi nước xít thân này rồi. Lấy cái cục cơm mình chen vào. Đấy. Đó. Rồi anh em mình lại chiến tiếp. Chiến. Cuối cùng cũng phải chạy theo anh Nam. Anh Nam đứng dậy đến đây tư thế. Bóa cả đèn pin luôn. Thế mà anh Nam chạy. Như chuột. Ăn xong thì quay này, nước cháy ác không? Đúng mưa rào luôn đó. Ăn xong thì cũng ngủ thôi mà, không có làm gì đâu. Nhiều nước rồi. Liền rồi. Chín rồi. Đó mơ. Còn cái kim mà chưa chín nữa là anh ơi. Đó. Tại anh dài thôi chứ. Yếu xé không được. Không chín. Yếu mà xé miếng thịt gà không được mà. Mấy thịt gà không chín. Nhưng cũng dài thật quá. Ăn đi anh Năm. Ăn đây. Mạnh lên. Phải hết cái thỏi cơm lên nữa này anh nhá. Ăn hết cái cục cơm ấy. Năm mà cứ lắc đầu đó. Ăn đi. Thôi ăn được thì ăn đấy, ăn thêm.